Sáng nay ngày 13 tháng 11, đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính do bà Ngô Thị Nhung, Chủ tịch Công đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng bị thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 3 tại tỉnh Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Tại chương trình, Công đoàn Bộ Tài chính trao kinh phí 460 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3. Trước đó, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng 8.500 cuốn sách trị giá 280 triệu đồng cho học sinh huyện Mường Khương và Bát Sát. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính và cam kết sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, đề xuất Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực giúp địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục bị thiệt hại do thiên tai và tại khu vực vùng sâu, biên giới. Hỗ trợ trang thiết bị dạy và học cho giáo viên, học sinh tại những nơi còn nhiều khó khăn, quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất trí với các nội dung đề xuất, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Ngô Thị Nhung khẳng định sẽ tiếp tục huy động xã hội hóa các nguồn lực, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.